123. Số báo danh của em là 156. Em sinh ra lớn lên tại thủ đô Hà Nội, nơi có nhiều món đặc sản và địa danh đẹp. Ước mơ em có ước mơ sau này em có nhiều ước mơ đá bóng và chơi bóng để chơi bóng thể thao. Em có ước mơ sau này sẽ trở thành nhà chơi bóng thể thao để sau quốc tế thi đấu để mang về niềm để mang về niềm tự hào cho Việt Nam và chân cuộc sống của em chính là đừng là những con đường để người ta đi theo mà hãy là một bầu trời để người ta cứ nhìn và noi theo. Xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn một tâm niệm vô cùng ý nghĩa của chàng trai đến từ.